theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Một cái ca nhồi máu răng khôn mà sau khi nhổ hoàn tất mà không có biến chứng gì xảy ra thì thời gian lành thương nó mất đâu đó khoảng từ 1 tới 2 tuần tùy vào cơ địa của mỗi người. Thì khoảng 3 ngày đầu tiên là sẽ là cái ngày mà gọi là đau nhất. Thì những cái ngày 3 ngày đầu tiên này thì cái việc mà hình thành cái phản ứng viêm thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là nó đau và có sẽ sinh. Sau 3 ngày rơi vào khoảng từ ngày thứ 4 cho tới ngày thứ 7 thì cái việc mà đau và sưng nó sẽ giảm nhiều. Đâu đó khoảng hơn 1 tuần thì cái vết nhổ răng của mình gần như là nó bình thường trở lại và bệnh nhân có thể ăn uống thoải mái. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi App Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một vấn đề mà Tú Duy nghĩ rằng là rất là nhiều người đã từng hoặc là đang phải đối mặt. Đó chính là tình trạng răng khôn mọc lệch. Răng khôn thường mang đến cho mọi người rất là nhiều những cái phiền toái cũng như là việc nhổ bỏ gây lo lắng cho rất là nhiều người. Và để có thể tìm hiểu và thảo luận sâu hơn về vấn đề thì ngày hôm nay chương trình rất là vinh dự được mời đến đây bác sĩ Lê Huỳnh Thành. Xin chào bác, xin mời bác hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình đến quý vị khán giả của Bác sĩ nói gì. Chào MC Tú Duyên và chào chương trình, chào quý khán thính giả. Thì mình tên là Lê Huỳnh Thành, mình đang là bác sĩ răng hàm mặt, hiện đang công tác ở phòng khám chuyên khoa, một phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt ở quận 7. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì hầu hết chúng ta phải đối mặt với răng khôn, chiếc răng mọc cuối cùng thường mang theo rất là nhiều phiền toái. Và theo thống kê thì hiện nay có đến 85% người trưởng thành phải nhổ bỏ ít nhất một chiếc răng khôn trong đời. Và phần lớn thì các ca mọc răng khôn thường là mọc lệch và gây ra rất là nhiều biến chứng ha. Ví dụ như là viêm nhiễm, nè đau nhức hay thậm chí là ảnh hưởng đến những cái răng bên cạnh. Chính vì vậy mà để làm rõ hơn về vấn đề này thì có thể nhờ bác sĩ chia sẻ thông tin cho mọi người biết là răng khôn là gì và tại sao chiếc răng phiền toái này lại là răng khôn không ạ? Răng khôn thì hay còn gọi là răng số 8. Thì thông thường thì răng này nó độ mọc của răng khôn, cái độ tuổi mọc của răng khôn nó sẽ rơi vào khoảng từ 17 đến 25. Thì cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà đang trong giai đoạn trưởng thành và mình có thêm được nhiều kiến thức. Nên cũng từ đó mà cái răng khôn nó được có cái tên là như vậy. Nhưng mà trái ngược lại với cái tên của nó thì hầu như là răng khôn nó mọc rất là ngu. Nên đâm ra là cái việc mà hầu như mọi người đều phải khổ sở với cái vấn đề mà khi mà răng khôn mọc có thể là gây đau nhất hoặc là gây sâu răng của vị trí răng khôn và những cái răng kế cận. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn về những hậu quả mà việc răng khôn mọc lệch để lại không ạ? Thường thì răng khôn mọc lệch thì nó sẽ gây đến những cái hậu quả. Điều đầu tiên mình có thể cảm thấy được nhất là cái việc là bị sâu răng. Thì thông thường thì mọi người đến với mình thăm khám á, thì cái vấn đề là bị sâu ở cái vùng răng trong cùng và khi mà bị đau rồi mọi người mới bắt đầu đi khám. Thì ngoài cái vấn đề gây đau nhất ra thì nó sẽ còn có một cái vấn đề nữa là đó là viêm quanh thân răng. Thì thường răng khôn nó mọc sẽ không có đủ chỗ nên là cái lợi nó chùm lên phía trên. Nên khi mọi người ăn nhai, mọi người khó vệ sinh thì vẫn ở trong cùng. Đấy, nên đâm ra là cái việc mà vệ sinh nó rất là khó. Thế là cái việc mà viêm quanh thân răng á, thì nó sẽ diễn ra tái đi tái lại rất là nhiều lần, cũng rất là phiền toái trong cái việc mà cuộc sống hàng ngày. Thêm nữa là răng khôn đôi lúc nó mọc lệch thì nó sẽ gây cho việc khó khăn trong ăn nhai, gây hôi miệng và một số vấn đề khác, ví dụ như là có thể là gây xô lệch hàm răng phía trước của mình hoặc là gây chèn ép nó do thần kinh gây khó chịu. Dạ, như bác sĩ đã chia sẻ thì dấu hiệu đầu tiên đó chính là khi mà mình bị sâu răng. Vậy thì ngoài dấu hiệu đó ra thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm những cái dấu hiệu nào mà sẽ cảnh báo là chúng ta sẽ có răng khôn mọc lệch không ạ? Thông thường thì những dấu hiệu mà để mình biết được là cái răng khôn nó có mọc lệch hay không á, thì đầu tiên á, thì có thể sẽ đến là cái việc mà gây hôi miệng trong cái việc mà dễ nhét thức ăn ở vị trí trong cùng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nhiều bạn có thể là soi gương mình có thể thấy được cái vị trí là răng khôn ở cái vị trí răng trong cùng á, nó có những cái vết đen hoặc là những cái lỗ sâu. Đấy, đấy là hai cái mà gọi là dấu hiệu mà mình có thể tự nhận biết được. Ngoài ra thì sẽ còn một số dấu hiệu ví dụ như là đau nhức hay gì đó. Kèm theo nữa là khi mà mọi người mà đi thăm khám ở các phòng khám nha khoa hoặc là các bệnh viện chuyên khoa về răng hàm mặt thì mình sẽ có được chụp phim X quang toàn cảnh. Thì như vậy thì mình sẽ thấy được những cái vị trí mà răng khôn của mình nó không có được mọc thẳng hoặc là nó không có tác dụng trong việc ăn nhai. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là bệnh nhân cần phải chuẩn bị trước khi nhổ bỏ chiếc răng khôn là mình cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ? Thông thường thì đầu tiên mọi người cần phải tư vấn với bác sĩ chuyên khoa về cái vấn đề của mình.
là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về cái tâm lý cũng như là cái sức khỏe. Ví dụ như sẽ có những trường hợp mà mình nhổ mà nó không thể nào mà nhổ thông thường được, mình phải được tiền mê chẳng hạn, thì mình cần phải có sắp xếp người thân đi cùng, kèm theo đó là cái việc ăn uống cũng như là chuẩn bị sau khi mà mình nhổ. Dạ, vậy thì bác sĩ nghĩ sao về cái tình trạng là hiện nay có rất là nhiều người đang chưa có đặt nặng cái vấn đề là mình sẽ đi khám răng miệng thường xuyên định kỳ? Thông thường thì mình sẽ khuyên hầu hết tất cả các bệnh nhân cũng như khách hàng của mình là nên thăm khám nha khoa khoảng 6 tháng một lần, hoặc tối thiểu là 1 năm một lần. Thứ nhất là về cái vấn đề là để cho mọi người biết được là cái tình trạng sức khỏe răng miệng của mình nó có ảnh hưởng gì hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ngoài vấn đề đó ra thì mình có thể là mình vệ sinh răng cũng được, hoặc là ngoài vấn đề đó ra mình thăm khám để mình biết được các răng của mình nó có đang bị sâu hoặc là bị những cái vấn đề, ví dụ như chương trình mình đang nói đó là chuyện răng không hợp lệ hay không. Dr. Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái phương pháp nào để mà chúng ta xử lý chiếc răng khô mà? Thông thường thì tùy vào cái mức độ mọc, mức độ khó và vị trí cũng như là cái hướng mọc của răng khôn thì mình sẽ có những cái phương pháp để mà nhổ răng khôn. Thông thường thì đối với những cái răng mà mọc thẳng và nó không có nghiêng quá nhiều thì bác sĩ sẽ dùng nạy và kìm chuyên dụng để có thể lấy cái răng đó ra. Nhưng đối với những trường hợp mà răng khôn nằm nghiêng 45 độ hoặc 90 độ hoặc có khi là nó nằm ngầm ở dưới xương á, thì mình cần phải có những cái dụng cụ, mình phải dùng dao hoặc là những cái dụng cụ tiểu phẫu để mình có thể là cắt chia nhỏ thân răng để lấy ra. Ngoài ra thì hiện nay thì mình hay nghe nói đến phương pháp đó là sử dụng máy siêu âm Biosyntherm. Thì cái phương pháp này nó sẽ giúp cho cái việc cắt thân răng cũng như là cắt xương nó sẽ nhẹ nhàng hơn đối với bệnh nhân. Dạ, vậy thì hiện nay có cái trường hợp nào mà răng khôn mà không cần nhổ không thưa bác sĩ? Thực ra là vẫn có những trường hợp răng khôn không cần thiết phải nhổ. Đó là những trường hợp mà khi mà răng khôn nó mọc thẳng và không có bị lợi trùm, kèm theo đó là cái kích thước khung hàm của mình nó đủ chỗ cho nên cho răng khôn mọc lên, và cái vị trí răng khôn nó có tác dụng trong ăn nhai, nó cắn khớp với răng khôn ở phía trên, thì gần như là những trường hợp đó thì mình không cần thiết phải nhổ, mình chỉ theo dõi thôi. Và đặc biệt nữa là những răng khôn mọc thẳng như vậy thì cái điều quan trọng nhất là bệnh nhân phải vệ sinh được sạch sẽ ở cái vị trí trong cùng, nó không ảnh hưởng gì quá nhiều. Vậy thì có những cái hậu quả nào mà cái việc mà răng khôn mọc lệch để lại cho bệnh nhân không thưa bác sĩ? Thông thường thì cái hậu quả mà răng khôn mọc lệch để lại cho bệnh nhân nhiều nhất mà mình thường thấy ở trên lâm sàng đó là nó sẽ gây sâu răng, cái răng số 7 phía trước, và kèm theo đó là nhiều khi nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái vị trí giữa tiếp xúc giữa hai răng và nó gây nha chu ở vị trí đó. Nên đôi lúc nhiều khi mà bệnh nhân đến thăm khám với mình quá trễ thì mình gần như là mình không thể nào giữ được cái răng phía trước là cái răng số 7 của cái răng khôn đó, nên đôi khi là mình phải nhổ, bắt buộc phải nhổ luôn cả hai răng. Thì như vậy thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhai của bệnh nhân. Thứ hai nữa là mình cảm thấy là tiếc cho bệnh nhân khi mà mình bị mất một cái răng quan trọng cho việc ăn nhai. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là cái việc mà mình mọc lệch răng khôn ở hàm trên và hàm dưới á, nó có gì khác nhau không ạ? Thông thường thì mọc lệch răng khôn hàm trên á, hàm dưới á, thì răng khôn hàm trên á, nó thường mọc lệch thì cái vị trí lệch nó sẽ là lệch ra ngoài má hoặc là vào phía xa của cái vùng răng đó. Đa số thì răng khôn hàm trên á, khi mà mọc lệch á, thì nó đã mọc ra rồi, mà mọc lệch á, thì cái việc nhổ thì nó cũng sẽ tương đối nó nhẹ nhàng hơn so với răng khôn hàm dưới. Còn đối với răng khôn ở hàm dưới á, thông thường một khi đã mọc lệch rồi á, thì cái vị trí răng á, nó sẽ phụ thuộc vào cái mật độ xương nữa. Nên khi là cái việc răng khôn hàm dưới nó mọc lệch đó, thì mình phải xem xét là cái vị trí răng đó nó mọc lệch như thế nào, hướng trục của răng ra sao, và mình sẽ có một cái phương án nhổ phù hợp. Nhưng thông đa số thì những cái răng khôn hàm dưới khi mà nó đã mọc lệch rồi thì hầu như là mình cần phải có can thiệp gọi là tiểu phẫu để có thể mà lấy cái răng đó ra. Dạ, vậy thì có những cái biến chứng nào để lại cho bệnh nhân trong cái quá trình mà mình nhổ răng khôn không thưa bác sĩ? Thông thường những cái biến chứng mà mình thường gặp nhất đó là đau và sưng. Sau đó kết tiếp sẽ là những cái biến chứng gọi là nhiễm trùng, kèm theo là hành sốt. Ngoài ra sẽ có những cái biến chứng thêm nữa của cái việc nhổ răng khôn, ví dụ như là viêm ổ răng khô chẳng hạn, hoặc là một số biến chứng mà mình ít gặp, có thể đó là ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ, hoặc là tràn khí dưới da. Thì những cái biến chứng này mặc dù hiếm gặp nhưng nó có thể xảy ra trong cái việc mà nhổ răng khôn mà mọi người có thể sẽ phải gặp. Dạ, như bác sĩ có chia sẻ thì nó cũng có một vài trường hợp hiếm là sẽ có biến chứng. Vậy sau khi mà bị biến chứng nhổ răng khôn như vậy, mình sẽ mất thời gian tầm bao lâu để mà mình có thể hồi phục ạ?
Thì thông thường khi mà mấy bạn mà có cái việc mà nhổ răng khôn, mấy bạn nhổ răng khôn rồi á, thì thông thường thì sẽ mất khoảng đâu đó khoảng 1 đến 2 tuần để có thể vết thương nhỏ của răng khôn nó sẽ lành tốt hơn. Thì đối với cái việc mà nhổ răng khôn mà có biến chứng á, thì hầu như là các bệnh nhân thì nên quay lại để gặp bác sĩ sớm nhất có thể để mình có thể mà xử trí cái biến chứng đó. Còn thông thường ví dụ như một cái ca nhổ răng khôn mà sau khi nhổ hoàn tất mà không có biến chứng gì xảy ra thì thời gian lành thương nó mất đâu đó khoảng từ 1 tới 2 tuần tùy vào cơ địa của mỗi người. Thì khoảng 3 ngày đầu tiên á, là sẽ là cái ngày mà gọi là đau nhất. Thì những cái ngày 3 ngày đầu tiên này thì cái việc mà hình thành cái phản ứng viêm thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là nó đau và có sẽ sưng. Sau 3 ngày rơi vào khoảng từ ngày thứ 4 cho tới ngày thứ 7 á, thì cái việc mà đau và sưng nó sẽ giảm nhiều. Đâu đó khoảng hơn 1 tuần thì cái vết nhổ răng của mình gần như là nó bình thường trở lại và bệnh nhân có thể ăn uống thoải mái. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một xíu nữa là hồi nãy như bác sĩ nói là trong 3 ngày đầu tiên sẽ rất là đau và bản thân Tú Duyên cũng cảm thấy như vậy luôn. Bởi vì có những trường hợp mà nhổ răng khôn về là nói là trời ơi đau lắm và nhiều trường hợp là Tú Duyên còn thấy là nó sưng ở một bên mặt này rất là to, khiến cho rất là nhiều các bạn khán giả cũng như là những người bệnh nhân đang xem chương trình lo lắng. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái tình trạng sưng cũng như là đau sau khi mà mình nhổ răng khôn. Thực ra thì cái việc mà nhổ răng mà bị đau và sưng sau nhổ đối với nhổ răng khôn á, thì nó còn phụ thuộc, như lúc đầu bác có nói, thì nó phụ thuộc vào cái hướng mọc của răng, vị trí cũng như là cái mật độ xương. Thì đối với những cái răng mà nó mọc mà nó gọi là thẳng và hơi nghiêng nhẹ thì gần như là cái việc đau và sưng sau nhổ nó ít khi gặp xảy ra. Hoặc là có đau thì nó chỉ là đau nhẹ ở mức mà mình có thể chịu được. Còn đối với những trường hợp mà nó nằm ngầm ở bên dưới mà mình cần phải can thiệp gọi là mở xương hoặc là lật vạt ra để mà có thể thấy rõ răng khôn mà chia cắt răng á, thì gần như là những cái trường hợp đó thì sẽ gây đau và sưng khá là nhiều. Đối với những cái trường hợp đó thì mọi người nên, đặc biệt là bệnh nhân nên là thứ nhất là uống thuốc theo to đúng của bác sĩ. Thứ hai đó là mình cần phải có vệ sinh nó tốt cho cái việc vị trí nhổ răng khôn, cũng như là mình sẽ phải chườm lạnh ở cái vị trí đó sau khi mà mình nhổ trong khoảng 24 giờ đồng. Bác sĩ có thể chia sẻ chế độ ăn uống sau khi mà mình nhổ răng khôn? Thông thường thì đối với cái việc mà nhổ răng khôn, sau nhổ răng khôn mà về vấn đề ăn uống á, thì hầu như là bệnh nhân phải kiêng cự những cái đồ mà ăn nó gọi là cứng và đồ quá nóng. Tại vì những cái thức ăn mà quá cứng hoặc là quá nóng á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lành thương của vết thương. Ngoài ra thì mình sẽ sau khi mà nhổ răng á, thì gần như là mình sẽ hạn chế các hoạt động mạnh. Ví dụ như là những cái hoạt động mà tập gym, chạy bộ hoặc là bơi lội gì đó để mà kiêng. Trong thông thường thì mình kiêng khoảng 3 ngày đầu sau khi mà mình nhổ. Kèm theo đó thì mình sẽ phải cắn gẹt để mà tất nhiên là sau khi nhổ mình sẽ phải cắn gẹt khoảng 30 phút để cho vị trí vết thương nó cầm máu lại. Thì sau đó thì mình sẽ hạn chế những cái hoạt động mạnh cũng như là ăn uống theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra thêm nữa là mình cần có phải theo dõi cái vết thương đó. Ví dụ như là nó có vấn đề là sưng nó đau hành nhức, hành sốt quá nhiều, hoặc là nó sưng hoặc là nó chảy máu mà không cầm luôn, thì mình phải quay lại mình liên hệ với bác sĩ điều trị của mình sớm nhất có thể để mình có thể mà có hướng một cái hướng xử trí nó tốt hơn cho cái việc mà lành thương. Thì số lượng răng khôn nên nhổ cùng một lúc là bao nhiêu ạ, thưa bác sĩ? Thông thường thì đối với cái trường hợp mà nhổ răng khôn á, thì sẽ có những bệnh nhân mà người ta mong muốn nhổ cùng một lúc bốn cái răng khôn, thì sẽ có nhiều người quan điểm đó là thà đau một lần rồi thôi. Đấy thì nhưng mà cái này nó phải phụ thuộc vào cái cơ địa của mọi người và sức khỏe của mọi người. Nhưng mà thông thường thì nếu mà mọi người mà sợ đau quá thì mình có thể là nhổ từng cái trong mỗi một lần mình có thể nhổ từng cái rồi chia làm 4 lần. Mà thông thường thì đối với những bệnh nhân mà đến thăm khám với bác á, thì bác sẽ tư vấn và khuyên bệnh nhân là mình sẽ nhổ một cặp cùng bên vị trí. Tại vì thứ nhất á, ở vị trí đó nó sẽ là cùng vị trí đau. Thứ hai nữa là mình sẽ có thể dễ dàng chăm sóc được và cũng sẽ giảm bớt lại cái số lần nhổ cũng như số lần đau. Thay vì mình phải đau 4 lần thì mình chỉ đau 2 lần thôi. Dạ, vậy thì mình có những cái xét nghiệm hoặc là khám tổng quát nào trước khi mà mình nhổ răng khôn không ạ? Thông thường thì để mà nhổ răng khôn thì cái quan trọng nhất trước khi nhổ, đối với những cái trường hợp mà cần phải tiêu phẫu á, thì mình sẽ cần phải xét nghiệm máu. Và cái xét nghiệm máu này để làm gì? Thứ nhất là để xem cái công thức máu của bệnh nhân nó có nằm trong giới hạn bình thường hay không. Thứ hai nữa là cái vấn đề quan trọng trong cái việc nhổ răng khôn đó là thời gian đông cầm máu của mỗi người nó sẽ mỗi khác.
Nếu như mà bệnh nhân có thời gian đông cầm máu nó không có đúng trong giới hạn bình thường á, thì mình sẽ có những cái hướng xử trí phù hợp cũng như là cái hướng nhổ cho bệnh nhân nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì đối với những bệnh nhân mà đang có điều trị bệnh lý, ví dụ như là sử dụng thuốc chống đông máu chẳng hạn, thì mình cần phải có tham khảo ý kiến của bác sĩ y khoa đang điều trị cho bệnh nhân để mình có thể trao đổi, để hướng đến một cái hướng nhổ phù hợp cho bệnh nhân. Mà thông thường thì đối với những bệnh nhân mà có sử dụng thuốc chống đông máu á, thì bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân được chỉ định là có thể sẽ nhổ được răng khôn á, thì mình sẽ phải ngưng thuốc đó trước một khoảng thời gian rồi mình mới có thể can thiệp nhổ răng khôn. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra lời động viên để giúp các bạn có thể tự tin hơn được không ạ? Thực ra thì đối với các bạn mà đang lo lắng và lo sợ đối với nhổ răng khôn á, thì điều đầu tiên mình khuyên các bạn là, thứ nhất là các bạn nên thăm khám sức khỏe răng miệng của mình định kỳ 6 tháng một lần hoặc tối thiểu là một năm như lúc đầu mình nói. Ngoài ra nữa là cái việc mà sợ nhổ răng khôn thì điều đầu tiên mình khuyên đó là các bạn hạn chế lên Facebook và lên mạng đọc những cái bài feedback về nhổ răng khôn thì nó sẽ đỡ sợ hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chuẩn bị về tâm lý như mình nói. Thì cái tâm lý là cái quan trọng nhất. Khi mà các bạn đã chuẩn bị tâm lý nó sẵn sàng để cho việc nhổ răng khôn thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ đỡ gây lo lắng cũng như là sợ hãi trong quá trình nhổ răng. Thêm nữa là trước khi nhổ răng á, thì mình sẽ nên là hôm trước khi nhổ răng thì tối đó thì mình sẽ ngủ sớm. Và cái ngày mà mình đi nhổ thì thông thường mình sẽ nhổ vào buổi sáng hoặc là đầu giờ trưa, tùy theo cái thời gian cũng như công việc của bệnh nhân như thế nào. Thì hầu như là mọi người sẽ ưu tiên là nhổ buổi sáng nó sẽ tốt hơn. Và trước khi nhổ thì mọi người nên ăn sáng để mà có một cái cơ thể nó khỏe. Và mình sẽ nhổ răng, nó sẽ tiến hành nhổ răng nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Thêm nữa là mình cũng hay nói đùa với bệnh nhân của mình là cái việc mà đi nhổ răng khôn á, mình nên chuẩn bị một tâm hồn đẹp để mình đi nhổ răng khôn nó đỡ sợ hơn. Rồi, đó là những gì mà mình gần như là mình trao đổi với bệnh nhân, cũng như là lời khuyên mình dành cho các bạn. Nên qua chương trình hôm nay thì cũng có thể đem đến cho các bạn về cái kiến thức về chăm sóc cái việc mà nhổ răng khôn cũng như là trước khi nhổ răng khôn như thế nào để cho các bạn đỡ lo lắng hơn trong cái vấn đề mà chuẩn bị và sắp sửa đang nhổ răng khôn. Cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã nhận lời mời tham gia chương trình. Chương trình ngày hôm nay có một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho bác sĩ. Đó chính là voucher ứng dụng AI Dr. Assistant đến từ nhà tài trợ Dr. Network xin gửi tặng cho bác sĩ ạ. Với ứng dụng này thì bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin, tài liệu y khoa mới nhất kèm theo trích dẫn và lưu trữ, phân loại hồ sơ bệnh án một cách hiệu quả. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã hết. Chương trình được đồng hành bởi App Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Tú Duyên cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tú Duyên và bác sĩ trong số phát sóng tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.